Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới tình hình tại trung đông quý vị ngày hôm qua chủ nhật là chính thức đã bước vào thánh lễ ramadan một thánh lễ rất quan trọng đối với người hồi giáo và các cái um, thúc đẩy về đối thoại cho một cuộc ngưng bắn đã không đạt được trước ngày này tức là trước đó một tuần lễ hơn một tuần lễ chính quyền của joe biden và phía Hoa Kỳ cũng như là một số quốc gia Ả Rập ở khu vực đang cố gắng thúc đẩy một cái hiệp ước ngân bắn kéo dài 6 tuần lễ. Trong đó là vượt qua cái tháng thánh lễ Ramadan. Tuy nhiên thì nó đã không thành công khi mà cả phía Hamas lẫn phía Do Thái đều không đồng ý cái bản kế hoạch của nhau. Và việc này đã dẫn tới việc mà Do Thái vẫn tiếp tục duy trì tấn công ở khu vực của Khan Yunis và cũng như là phía nam của giải Gaza, tức là thành phố Rafah trong khi đó thì phía hamas vẫn từ chối các cuộc đối thoại và vẫn tiếp tục có những cái hành động đối đầu với phía do thái ở tại giải gaza và việc này thì nó đưa ra câu hỏi liệu thánh lễ ramadan có thể diễn ra một cách êm đềm hay không hay nó sẽ là cái tháng đẫm máu nhất trong cuộc chiến kéo dài mấy tháng qua kể từ hồi tháng 10 thì quý vị câu hỏi này vẫn là một câu hỏi tuy nhiên thì phía do Thái dường như đã không thuyết phục được các quốc gia Rập trong việc quản trị vùng đất giải gaza họ đã bắt đầu chuyển hướng qua một hướng khác quý vị trước đây thì do Thái không muốn thừa nhận một quốc gia Palestine cho cho giai đoạn này mà tôi đã từng giải thích với quý vị là bởi vì sâu suốt mười mấy năm dưới cái sự gọi là quản trị của nhóm Hamas họ đầu tư lòng thù hận và họ đầu tư vào cái sự tiêu diệt Do Thái nhiều hơn là họ phát triển kinh tế của Palestine kể từ năm 2007. Do đó thì gần như 10 người Palestine, 9 người đã có khuynh hướng chống và tiêu diệt Do Thái. Do đó lý do tại sao Do Thái chưa muốn người Palestine và gọi là quản trị cái mảnh đất giải Gaza. Bởi vì họ biết rõ cái dưới cái sự brainwash tức là cái sự tẩy não của Hamas trong tất cả các cái hệ thống giáo dục và kể cả những cái hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở khác thì gần như là người Palestine đã bị bơm cái sự hận thù bởi nhóm Hamas vào trong đó chính vì vậy mà do Thái không muốn người Palestine quản trị cái vùng đất giải Gaza thay vào đó do Thái rất mong muốn hai quốc gia là Ai cập và Jordan là hai quốc gia có đường biên giới với do Thái họ mong muốn những quốc gia này tạm thời quản trị cái vùng đất của giải Gaza và phần an ninh thì phía do Thái sẽ bảo đảm để loại trừ nhóm hamas ra khỏi cái và cái tinh thần của hamas ra khỏi người palestine tuy nhiên thì cái ý định này của do thái đã không thành công gần như các quốc gia có đường biên giới với do thái đều không muốn nhúng tay vào cái chuyện của palestine họ không muốn nhúng tay vào kể cả jordan kể cả ai cập thì quý vị điều này đã dẫn tới sự bế tắc là do thái cương quyết sẽ không có một quốc gia palestine trong giai đoạn này giai đoạn sau nó có thay đổi cái ý thức hệ thì có thể được nhưng giai đoạn này là dứt khoát do thái không chấp nhận có một quốc gia palestine do đó thì quý vị do thái đã phải đưa ra một cái đường hướng thứ hai và cái đường hướng này đã khiến cho nhóm hamas bắt đầu cảnh báo và có thể tấn công chính cái người đồng bào của họ quý vị trong mấy ngày qua do thái đã đưa ra một cái ý tưởng là họ sẽ trao vũ khí cho một số gia tộc và một số những thủ lãnh người palestine nhưng không nằm trong hamas để bảo vệ cho tất cả các cái đường hướng và hỗ trợ nhân đạo của các quốc gia đưa hàng cứu trợ vào vào lãnh thổ của giải Gaza. Thì quý vị, ngay lập tức là phía của Hamas xem những ai hợp tác với Do Thái là những kẻ phản quốc và họ sẵn sàng sẽ tấn công những người này. Quý vị, đây là một trong những cảnh báo mà phía Hamas đưa ra. Một trang web có liên hệ tới Hamas cảnh báo là Palestine không nên làm việc với Do Thái một nhờ trang website của Hamas trong ngày thứ hai cảnh cáo những cá nhân và những nhóm người Palestine và chống lại cái việc hợp tác với do thái khi mà cung cấp cái an ninh họ bảo vệ cho các đoàn xe cứu trợ sau 5 tháng có cuộc chiến tại giải Gaza hầu hết à, những người này à, trong đó thì à, lời cảnh cáo này đưa ra sau khi mà giới truyền thông của do thái báo cáo rằng do thái đang duyệt xét việc cung cấp vũ khí cho những cá nhân người Palestine hoặc là những gia tộc ở tại giải Gaza để bảo đảm cái việc à, an ninh cho việc mà những phẩm vật cứu trợ à, được đưa vào đây một phần trong việc mở rộng cái việc mà hỗ trợ nhân đạo và nguồn cung cấp khi mà cuộc chiến chấm dứt. Thủ tướng Văn phòng Thủ tướng của Do Thái đã bác bỏ không cho biết về bản báo cáo này diễn ra à, một tuần lễ sau khi có hàng chục người Palestine đã bị thiệt mạng trong một cái đám đông khi mà họ vây chặt một cái đoàn cứu trợ à, tiến vào phía bắc của giải Gaza và các lực lượng quân sự đã phải nổ súng. Việc mà lực lượng chiếm đóng này đang tìm cách à, à, liên lạc và với lại các cái lãnh đạo và các cái à, gia tộc của một số gia đình để mà thực hiện cái việc mà gọi là trực tiếp của cái lực lượng chiếm đóng ở tại giải Gaza là hành động phản quốc và chúng tôi sẽ không dung thứ. Đây là lời phát biểu của nhóm Hamas từ đà và lực lượng chiếm đóng nỗ được thành lập một cái hệ thống quản lý giải Gaza và trong đó là gần như là một hệ thống bù nhìn. Và với cái xác uh, lệnh về dân sự gia tăng ở tại uh, giải uh, Gaza do phía Hamas và cảnh sát đã từ chối cung cấp an ninh cho các đoàn xe cứu trợ bởi vì sợ sợ trở thành mục tiêu của lực lượng Do Thái. Trong đó họ nói rằng là sẽ uh, cần thiết là có giúp đỡ thực phẩm và một số những nguồn cung cấp khác là cái vấn đề chính. Đây được xem là một trong những cái phản ứng của phía Hamas đưa ra sau khi mà Do Thái quyết định là có thể sẽ trao cho một số gia tộc. Có nghĩa là như thế nào quý vị? toàn bộ giải Gaza từ năm 2007 khi mà Hamas nắm quyền họ đã khống chế toàn bộ giải Gaza nhưng sự khống chế này là sự khống chế bằng thái độ khủng bố và bạo lực họ ép buộc và họ khủng bố người Palestine phải đi vào cái hướng thù địch với người do Thái và có một cái à, à, dường như họ không muốn phát triển mà họ chỉ muốn tiêu diệt do Thái thôi do đó thì quý vị họ sử dụng cái sự cai trị này suốt từ năm 2007 cho tới bây giờ. Tức là họ không có ý định phát triển cái nền kinh tế và cuộc sống của người Palestine mà họ chỉ muốn khống chế người Palestine làm một cái um, căn cứ để họ tấn công do thái và tiêu diệt do thái mà thôi. Đây là cái mục tiêu của Hamas thì quý vị. Việc này đã dẫn tới nhiều gia đình và nhiều gia tộc người Palestine họ không đồng ý nhưng bởi vì họ sống dưới sự quản trị của Hamas cho nên họ phải thỏa hiệp và nhẫn nhịn để mà có thể qua cơn. Tức là không để cho Hamas làm phiền tới họ. Có nghĩa là trong cái khối người Palestine vẫn có một số người không đồng ý sự cai trị của Hamas. Và cái cách thức cai trị của Hamas. Do đó thì quý vị, khi mà Do Thái bắt đầu mở cuộc tấn công sau biến cố ngày 7 tháng 10, thì các cái việc cứu trợ này trở thành mục tiêu của Hamas. Hamas gần như là họ thay vì họ bảo đảm lực lượng an ninh bảo đảm cho những đoàn xe cứu trợ thì những đoàn xe cứu trợ này trở thành mục tiêu của Hamas biến nó trở thành một cái cuộc tấn công của do thái để khiến cho do thái bị mất chỗ đứng trên chính trường quốc tế thì quý vị có hai đơn vấn đề mà tôi báo cáo tôi đưa ra đó là phía giới chức y tế do Hamas quản trị đưa số lượng người Palestine bị thiệt mạng trong cuộc chiến từ tháng 10 tới bây giờ trên 30.000 người nhưng mà con số này có chính xác hay không quý vị? Con số 30.000 người có thể chính xác, nhưng không phải là người dân thường của Palestine, chỉ có một thiểu số là dân thường. Đa số còn lại đều là những chiến binh của Hamas. Đều là những chiến binh của Hamas nó được cộng vào số dân thường bị chết luôn. Cho nên cái báo cáo của nhóm y tế Hamas nó đưa ra rất là khéo léo. Nó chỉ cho biết là có bao nhiêu người Palestine bị thiệt mạng thôi. Nó không nói rõ trong số những người bị thiệt mạng có bao nhiêu là dân thường và có bao nhiêu là chiến binh của hamas do đó quý vị hiện nay thì các công ty truyền thông bây giờ bắt đầu ý thức được họ không muốn à, à, bị vấn đề cho nên là họ nói là giới y tế dưới quyền quản trị của hamas xưa nay đó thì họ gọi là giới y tế của palestine nhưng bây giờ họ phải đưa là giới y tế dưới quyền quản trị của hamas đưa ra số lượng người chết mỗi một ngày là bao nhiêu thì quý vị nhưng mà thật sự trong số những người chết này số lượng dân thường chết là bao nhiêu không có nhiều so với những chiến binh của hamas đã bị sát hại trong các cuộc chiến này thì bây giờ họ cộng tổng số người chết lại họ nói như vậy thôi tại vì chiến binh của hamas vẫn là người palestine do đó các cái báo cáo này nó là một cái báo cáo mơ hồ nó không nói rõ dân sự hay quân sự chính vì điều này mà do thái đang bị công kích bởi cộng đồng quốc tế do cái mạng lưới của hamas à, cái mạng lưới bên ngoài của hamas đã bắt đầu đưa ra những con số này đó là điều thứ nhất điều thứ hai do thái bắt đầu nhìn ra được trong nội bộ của người palestine vẫn có những gia tộc có thế lực nhưng họ buộc phải hợp tác với hamas là bởi vì nằm dưới sự quản trị của hamas và những gia tộc này không đồng ý cái cách quản trị của hamas đẩy người palestine vào cái ngõ chết ngõ chết tức là chỉ có liều mình tấn công do thái thôi hy sinh bản thân của mình để tấn công Do Thái thôi. Mà không có cái sự cải thiện, phát triển kinh tế và cuộc sống của người Palestine. Do đó những gia tộc này đã thấy được cái đường hướng của Hamas. Họ giữ một cái thái độ, một cái khoảng cách nhỏ. Và đồng thời họ gần như là ừ. im lặng. Họ không lên tiếng. Thì bây giờ Do Thái phát hiện được cái uh, điều mấu chốt này. Họ thấy rằng là cái cách hay nhất mà loại trừ Hamas Không phải là cuộc chiến dập tắt lực lượng của Hamas Tại uh, giải Gaza Mà làm sao đẩy tầm ảnh hưởng của Hamas Ra khỏi cái uh, suy nghĩ Của người Palestine Làm sao đẩy ra Thì quý vị do đó Họ bắt đầu đầu tư và có ý định Là cung cấp và trang bị vũ khí Cho những gia tộc người Palestine Và những uh, cái clan Clan tôi tạm gọi là những môn phái đi. Ok quý vị những cái clan tức là những cái môn phái hay quý vị còn gọi là những cái nhóm à, độc lập người Palestine thì quý vị những nhóm này rất ít nhưng mà họ có thế lực tại vì họ xuất thân từ những gia đình khá giả của Palestine và họ tạo ra cái lực lượng vũ trang riêng của họ để bảo vệ những tài sản của họ và họ thỏa hiệp một phần với Hamas để mà duy trì cái tài sản của họ thì quý vị Hamas trong thời gian gần đây bị tấn công khá nhiều và họ thấy rằng là đây là cái cơ hội có thể giúp cho họ thoát được cái tầm ảnh hưởng của Hamas. Và những gia tộc này trong tương lai có thể là những người tạm thời quản trị mảnh đất Gaza. Thì quý vị, Hamas thấy rằng là Do Thái đã đánh trúng cái à, nhược điểm của họ. Nhược điểm của họ là gì? Họ sử dụng bạo lực và khủng bố để cai trị người Palestine. Và sự bạo lực và khủng bố này đã dẫn tới hậu quả là sự phản kháng trong lòng người Palestine. Một số những gia tộc Palestine đã xuất hiện và đây là nhược điểm, tại vì những gia tộc này có ảnh hưởng không ít thì nhiều đối với người dân bình thường ở Palestine, ở tại giải Gaza. Nhưng họ bị à, giống như tôi nói, họ bị khủng bố, họ bị đe dọa, do đó họ phải tạm thời nhẫn nhịn và gần như là họ im lặng, im lặng để cho Hamas muốn làm gì thì làm và do thái với Hamas đụng nhau thì quý vị lần này phía do thái họ thấy được cái tình hình này cái này cái này phải nói là cảm ơn cái cơ quan tình báo sinbad cơ quan tình báo sinbad là cái cơ quan tình báo đối nội của do thái họ làm việc với một số người palestine có thiện chí họ nhìn ra được và bây giờ họ thấy rằng là tới lúc mà nếu như các quốc gia của ả rập mà không quản trị được cái vùng đất của giải gaza thì có thể những gia tộc này tạm thời quản trị vấn đề à, điều hành cái guồng máy của hành chính của giải gaza bù lại phía Do Thái sẽ bảo đảm về vấn đề gọi là an ninh trật tự. Tương tự như ở Tây Ngạn. Ở Tây Ngạn thì chính quyền Palestine điều hành. Nhưng mà bảo đảm an ninh khu vực là lực lượng của Do Thái. Thì quý vị, Do Thái đang áp dụng cái mô hình này. Nếu mà nói một cách gọi là à, theo kiểu mà tinh thần dân tộc đó quý vị. Thì chúng ta xem cái à, những cái gia tộc Palestine này sẽ là những gia tộc buôn nhìn. Nếu trong mắt của những người đi theo cái chủ nghĩa dân tộc thì Hamas sẽ chụp mũ cho đây là những cái gia đình bu nhìn là công cụ à, của Do Thái. Thì quý vị, nếu chúng ta nhìn ở góc đó, nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái thực tế ở giải Gaza, thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp này của Do Thái tương đối hữu hiệu. Bởi vì Do Thái không thể tự mình cai trị giải Gaza được. Thứ nhất, họ sẽ mất đi cái chỗ đứng ở trên cộng đồng quốc tế. Tại vì vùng đất này không thuộc về họ. Thứ hai là cuộc xung đột và sự thừa thù hận mà Hamas đã cấy vào thì trong mắt của người Palestine bất kỳ một quân đội chiếm đóng nào đều bị xem là kẻ thù đặc biệt là do Thái do đó do Thái không thể quản trị được mảnh đất à, mảnh đất giải Gaza mà phải giao lại cho một tổ chức thứ ba hoặc là tổ chức người Palestine thì quý vị người Palestine bây giờ sau suốt mười mấy năm bị tẩy não hầu hết đều có cái tinh thần chống do Thái và bài trừ do Thái Do đó rất khó giao cái trách nhiệm này cho người Palestine. Chính vì vậy mà trước đây Do Thái đã đề nghị là họ sẽ bảo đảm an ninh, quản trị toàn bộ vùng đất của giải Gaza nên giao cho người Ả Rập điều hành. Nhưng cuối cùng thì Ai Cập và Jordan từ chối, không muốn. Do đó Do Thái phải nghĩ cái phương pháp nào chấm dứt cuộc chiến này, đẩy Hamas ra khỏi lãnh thổ Palestine, lãnh thổ của người Palestine, tức là giải Gaza. Nhưng mà đẩy họ ra tầm ảnh hưởng họ còn thì cũng vậy thôi có nghĩa là sao nếu mà dùng vũ lực đẩy nhóm Hamas văng ra khỏi giải Gaza thì cái tâm ảnh hưởng của họ vẫn còn thì có nghĩa là những giới trẻ của Palestine vẫn tiếp tục gia nhập vào lực lượng Hamas hoặc là họ sẽ đưa ra một cái phong trào mới với tinh thần của Hamas để tiếp tục tiêu diệt do thái tại vì, bởi vì tôi nói là không thể thành lập một đất nước Palestine trong giai đoạn này tại vì cái lòng thù hận được đầu tư quá cao do đó quý vị Bây giờ Do Thái bắt đầu đi qua một cái phương pháp mềm dẻo hơn. Đó là sử dụng những người Palestine. Mà sử dụng thì sử dụng ai? Đa số người Palestine đều thù ghét Do Thái. Thì bây giờ bước đầu tiên là họ dành cho một số gia tộc người Palestine. Họ cung cấp vũ khí. Họ cung cấp tất cả những cái cần thiết để bảo đảm an ninh cho các cái đoàn xe cứu trợ. Tức là những đoàn xe cứu trợ đó Do Thái sẽ không đứng ra bảo đảm an ninh. Và những cái người mà được cấp vũ khí này là người Palestine, những gia tộc Palestine. Thì những gia tộc này họ sẽ dùng người của họ và vũ khí của Do Thái để bảo đảm an ninh cho các đoàn xe cứu trợ. Và họ làm việc với phía Do Thái để bảo đảm các cái thực phẩm cứu trợ, các cái uh, nguồn y tế cứu trợ có thể tới được tận tay phân phối cho người Palestine trong giai đoạn trước mắt. Và nếu cuộc hợp tác này tốt và những người đó bắt đầu thấy được cái sự nguy hiểm của Hamas hoặc là ít nhất là họ đã bắt đầu có được cái nguồn lực về quân sự để có thể chống lại sự bức hại khủng bố của Hamas. Thì quý vị, họ có thể trở thành những cái người mà có thể lãnh đạo tạm thời cái hệ thống hành tránh của Palestine trên dãy Gaza. Nếu như mà các quốc gia Ả Rập không đồng ý. Tới giờ phút này thì Jordan, Ai Cập, Qatar đều từ chối cái ý tưởng của Do Thái. Họ muốn Palestine có một cái... À, có một cái quốc gia nhưng họ lại từ chối <laughs> hỗ trợ cho Palestine điều hành quân máy hành chánh để mà dẹp bỏ cái nhóm Hamas từ qua một bên thì quý vị do đó thì do thái bây giờ ở cái thế là gần như là hai dân tộc có xung đột chứ không phải riêng gì nhóm Hamas không riêng gì nhóm Hamas và bây giờ thì quý vị các thực phẩm cứu trợ thứ nhất là ở miền Nam tức là từ cái hướng biên giới của Ai Cập Thứ hai là Hoa Kỳ đã xây dựng một cái bến cảng tạm thời ở ngoài địa Trung Hải để mà tiếp tế nguồn lương thực và các cái thực phẩm cứu trợ cho những người Palestine nằm trong những vùng đất giao chiến. Trong đó là có nguy cơ là cái thành phố Rafa nơi gần biên giới của Ai Cập. Thì quý vị, cái thỏa ước ngân bắn đã coi như không xong rồi. Và trong tháng này và trong tuần lễ này, có thể ông Netanyahu sẽ ra lệnh tấn công thẳng vào thành phố Rafah trong tuần lễ này diễn ra giữa lúc mà có thánh lễ Ramadan. Đây sẽ là một cái bài toán được xem là nhất chính nhì bù của ông uh, Netanyahu bởi vì tấn công vào cái Rafa ngay trong cái tháng thánh lễ Ramadan thì có nghĩa là ông có thể gây uh, sự bất mãn rất lớn trong cộng đồng hồi giáo tại không những là tại Trung Đông mà trên toàn thế giới. Tại vì đối với người hồi giáo đây là cái tháng thánh lễ quan trọng nhất tuy nhiên nếu như mà không tấn công thì có thể sẽ đủ thời gian cho phía của hamas à, có thể tái lập lại lực lượng của họ hoặc là có những cái đường có những cái đường rút lui mà hamas vẫn bảo toàn được lực lượng của họ và tiếp tục khống chế người palestine do đó thì ông netanyahu ở cái thế cũng khá khó khăn là nếu tấn công và tấn công toàn diện thì ông sẽ gây ra một cái sự bất mãn lớn trên cộng đồng quốc tế đặc biệt là những quốc gia đồng minh kể cả hoa kỳ kể cao hoa kỳ có thể sẽ trở mặt và chính cho bên đe dọa có thể sẽ ngưng cung cấp vũ khí cho do thái nếu do thái không có một cái đường hướng hỗ trợ nhân đạo để bảo vệ cho tất cả những cái uh, chiếc xe truck chở những phẩm vật cứu trợ thì hoa kỳ có thể là cho bên có thể cắt bỏ cái nguồn tiếp tế vũ khí cho phía của do thái thì quý vị ngay cả đồng minh thân cận nhất của do thái bây giờ là hoa kỳ mà còn nói như vậy thì đừng nói những quốc gia khác ở Âu Châu và ngay tại Anh bây giờ đã có một cái uh, sự thay xoay chiều tức là bắt đầu là lên án gây gắt các cuộc tấn công của do Thái rồi do đó nếu như mà do Thái tấn công vào cái thánh lễ Ramadan ngay trong tuần lễ đầu tiên tức là tuần này thì có thể nó sẽ gây ra một cái phản ứng ngược rất lớn tuy nhiên nếu không tấn công thì Hamas có đủ thời gian để củng cố lực lượng của họ hoặc là triệt thoái hoặc là đưa con tin ra khỏi giải Gaza đi giam giữ một nơi khác. Tại vì có hơn 100 con tin vẫn còn đang bị bắt giữ bởi phía của Hamas. Thì quý vị, đây sẽ là một cái bài toán khó cho ông Netanyahu. Coi như ông đã kiểm soát được phía Bắc. Coi như ông đã kiểm soát được uh, 3 phần 4 cái thành phố Khan Yunis nằm ở phía uh, nằm ở giữa giải Gaza. Và bây giờ còn lại cái mặt trận cuối cùng là ở Rafah. Rafah là một cái thị trấn, một cái thành phố nằm sát biên giới của Ai Cập. Thì nơi đây đang có khoảng 1.3 triệu người Palestine. Họ tràn xuống đây từ ở phía bắc, từ ở Can Yunis và bây giờ nếu tấn công chỗ này thì cái bài cái bài toán đặt ra là những người Palestine này sẽ đi đâu, trong khi đó thì phía Ai Cập đóng cửa biên giới. Không cho phép họ tràn qua biên giới mà chỉ mở cửa cho những cái phẩm vật cứu trợ mà thôi. Thì họ sẽ chạy đi đâu? Thì quý vị, đây sẽ là một cái bài toán rất khó khăn cho ông Netanyahu. Trong khi đó, nhóm Hamas sợ rằng là thế lực của họ sẽ mất tầm ảnh hưởng khi các gia tộc người Palestine bắt đầu nắm quyền trở lại ở khu vực giải Gaza. Do đó, họ đã tung tin chụp mũ trước ai hợp tác với Do Thái bị xem là phản quốc. Họ chụp mũ trước tại vì cái điều quan trọng của Netanyahu bây giờ không phải là dập tắt tất cả lực lượng vũ trang của Hamas mà làm sao loại trừ tất cả tầm ảnh hưởng của Hamas ra khỏi cái suy nghĩ của người Palestine. Đây mới là cuộc chiến quan trọng. Bởi vì cuộc chiến này nó sẽ dọn đường cho một quốc gia Palestine thật sự. Ngày nào mà người Palestine vẫn còn ảnh hưởng của Hamas, do Thái sẽ cương quyết không để cho Palestine lập quốc. Cho tới khi nào cái tầm ảnh hưởng của phong trào Hamas chấm dứt ở trong cái suy nghĩ của người Palestine, thì lúc đó mới tiến hành tới việc thành lập một quốc gia Palestine trên lãnh thổ giải Gaza. Thì quý vị, do đó, phía Do Thái đối diện với hai cuộc chiến. Cuộc chiến thứ nhất là chống lại lực lượng vũ trang và đánh bật lực lượng vũ trang của Hamas ra khỏi giải Gaza. Và cuộc chiến thứ hai quan trọng hơn là cái hệ thống tư tưởng của Hamas vẫn nằm ở trong uh, ít nhất là 8-90% người Palestine. Làm cách nào đẩy cái uh, hệ thống tư tưởng này ra khỏi người Palestine. Đây là một cuộc chiến rất khó khăn. Bởi vì từ uh, 2007 tới bây giờ, thì tất cả hệ thống giáo dục người Palestine đều đầu tư vào sự thù hận này. Và quý vị thấy, ngay cả nhân viên của tổ chức cứu trợ người Palestine cũng là thành viên của Hamas. Và họ là ai? Họ là những giáo chức giảng dạy trong các trường tiểu học. Họ gần như là đầu tư vào cái sự thù hận với người Do Thái. Và triệt tiêu người Do Thái. Do đó quý vị, cái cuộc chiến thứ hai này mới là cái cuộc chiến khó khăn làm sao chấm dứt cái suy nghĩ của người Palestine và cái ý thức hệ mà Hamas đã nhét vào đầu người Palestine trong suốt mười mấy năm qua. Đây mới là cái cuộc chiến quan trọng nhất. Muốn thành lập một quốc gia Palestine và một quốc gia Do Thái thì trước tiên hết phải chấm dứt cái điều này. Do đó đó là đây là lý do chính mà ông Netanyahu không đồng ý là thành lập một quốc gia Palestine trong giai đoạn trước mắt. Tại vì họ biết rõ bây giờ lập một quốc gia Palestine trước mắt. Thì quý vị, với cái tinh thần thù hận này, trước sau gì họ vẫn tiếp tục mở các cuộc tấn công tương tự như ngày 7 tháng 10 và mức độ có thể khốc liệt hơn để tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Bởi vì họ được đầu tư vào sự thù hận là tiêu diệt đối phương, chứ không phải là giành chủ quyền phát triển cái vùng đất mình đang sống. Đây là một cái hệ thống tư tưởng tôi cho rằng rất nguy hiểm mà người Palestine đã bị tẩy não. Chính vì vậy mà bây giờ cái cục diện của Palestine nó trở nên khó khăn hơn và giải Gaza. Mà Joe Biden bây giờ thì quý vị, ông ta ở cái thế không còn chọn lựa. Vẫn phải tiếp tục hỗ trợ cho Do Thái. Chính vì vậy, Hoa Kỳ lại phải tốn tiền à, xây dựng một cái bến cảng tạm thời để mà ở ngoài địa Trung Hải đó, để mà hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine. Là bởi vì Joe Biden ở cái thế không còn chọn lựa. Nước Mỹ, tôi đã nói quý vị, xem Do Thái, Anh Quốc và Canada là những quốc gia đồng minh có quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Không thể bỏ ra Cho Thái được. Mà bây giờ áp lực của từ trong ra tới ngoài cho thấy là Joe Biden phải chấm dứt cái việc hỗ trợ cho Do Thái. Ngay trên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ngay trong nội địa của Hoa Kỳ. Cứ vị thấy là những cái tổ những cái tổ chức mà pro Palestine đó, tức là những tổ chức ủng hộ người Palestine vẫn tiếp tục áp lực và ngay trong cái bài diễn văn à uh, Take of the Union trên 100 người Palestine đã tìm cách chặn đường không để cho đoàn xe của Joe Biden vào trong tòa nhà quốc hội mà. Và các cái cuộc biểu tình mà gọi là chống Do Thái hoặc là pro Palestine ủng hộ cho Palestine vẫn tiếp diễn tại Hoa Kỳ. Áp lực từ nội địa và đặc biệt là cái thành phần à, cực tả ở trong Đảng Dân chủ. Từ Taif cho tới Ihan Omar cho tới kể cả ocasio Conte, Presley, à, Cory Bush, những nhân vật này là những nhân vật đang áp lực là Joe Biden phải thúc đẩy Do Thái và ép buộc Do Thái ngưng bắn. Thay vì họ ép buộc Hamas chấm dứt cái thái độ khủng bố để mà và thả con tin ra thì họ quay ngược lại họ ép và ông Joe Biden là phải buộc do thái ngưng chiến ngay lập tức thì quý vị Joe Biden đang bị áp lực cả trong lẫn ngoài trong cái chiến lược bảo vệ do thái mà Joe Biden thì ở cái thế không thể bỏ ra do thái được tại vì đó là quyền lợi cốt lõi của toàn đất của dân hoa kỳ và của đất nước hoa kỳ và chính phủ hoa kỳ cốt lõi là bởi vì do thái là một quốc gia đồng minh thân cận nhất của hoa kỳ tại khu vực này bảo đảm tất cả những cái cần thiết cho hoa kỳ bao gồm bao gồm cả cái vấn đề gọi là về các cái kinh tế về các cái năng lượng về các cái tư thế của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Đó là quyền lợi của Hoa Kỳ. Joe Biden không bỏ được các quyền lợi này. Nhưng mà nếu tiếp tục mà để mà hỗ trợ cho Do Thái, thì Joe Biden lại bị áp lực bởi cái hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Nga, Trung Quốc, Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều phản đối. Rồi cứ chưa kể Âu Châu đã bắt đầu thay đổi quan điểm với Do Thái. Thì quý vị, đây sẽ là một cái bài toán rất khó cho Joe Biden. Nhưng mà nó cũng là một bài toán khó cho ông Netanyahu. Bởi vì ông biết rõ nếu như bây giờ cho Palestine lập quốc thì có khác nào tự cắt cổ Do Thái. Mở đường cho họ tiêu diệt cho Thái. Tại vì mục đích bây giờ hầu hết 80-90% người Palestine trong đó họ chỉ có một mục tiêu thôi. Tiêu diệt cho Thái. Họ bị brainwashed bởi nhóm Hamas. Thì bây giờ do Thái phải đầu tư vào 10%, 15% còn lại. Tức là những người sẵn sàng chung sống hòa bình với do Thái và không đồng ý cái cái đường hướng là tiêu diệt lẫn nhau thì những này là những gia tộc những gia tộc từng đã có thế lực ở tại giải Gaza trước đây và sau cái thời gian mà kiểm soát của Hamas và cai trị của Hamas họ thu gọn lại họ giấu lại tất cả những cái những cái uh, tiềm năng của họ để tránh có sự xung đột và bị tiêu diệt bởi Hamas thì bây giờ do Thái đang đầu tư vào cái uh, những người này với hy vọng là họ thay đổi được cái uh, suy nghĩ của người palestine do chính những người này nhưng chưa biết được thành công hay không nhưng nếu như mà Netanyahu mà tấn công ráo riết trong tuần lễ này tuần lễ đầu tiên của thánh lễ ramadan và biến cái thánh lễ ramadan thành cái thánh lễ đẫm máu nhất từ trước tới nay thì do thái có thể sẽ chịu một cái sự gây gắt lên án của cộng đồng quốc tế và có thể sẽ mất đi sự ủng hộ của đa số các đồng minh do thái ở trên chính trường quốc tế Netanyahu đang rơi vào cái tình trạng gọi là tiến thoái lưỡng nè. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này liên quan tới tình hình tại Trung Đông. Phong sẽ trở lại với tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.